Ở thị xã Đông Triều, không có tuyến đường kiểu mẫu nào giống nhau. Mỗi tuyến lại có những nét đặc trưng và điểm nhấn riêng biệt. Và tuyến đường kiểu mẫu ở thôn Khê Thượng, xã Việt Dân cũng vậy. Tuyến đường này có những nét đặc trưng riêng mà không nơi nào có được. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nét đặc trưng riêng của tuyến đường kiểu mẫu này là gì nhé. Đường của làng Khê Thượng chúng tôi là các bờ bao, tường là theo đúng quy cách và các cổng đều là thiết kế gần giống nhau và đường làng, ngõ xóm đều xanh sạch đẹp. Có hàng cây chuỗi ngọc trải dài thẳng tắp từ đầu tuyến đến cuối tuyến. Tuyến đường của Khê Thượng của chúng tôi to nhất này, rộng nhất này, dài nhất này và lại còn thẳng tắp nữa chứ. Đúng như những chia sẻ của các hội dân nơi đây, đường dẫn vào thôn Khê Thượng, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều đẹp như một bức tranh. Đường làng trải bê tông nhựa, rộng thông thoáng như đường quốc lộ. Cách đây nhiều năm, tuyến đường nào ở xã Việt Dân cũng nhỏ hẹp. Tuyến đường Khê Thượng năm xưa cũng không nằm ngoài quy luật. Con đường khi đó, hai xe ô tô muốn tránh nhau là một điều cực khó. Sau khi được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2013, xã Việt Dân tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với phương châm huy động sức dân để lo cho dân, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và rõ kết quả, xã Việt Dân đã quyết tâm hướng tới mục tiêu đưa địa phương trở thành nơi đáng sống và nơi muốn sống. Năm 2019, xã Việt Dân là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và cả nước đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với luồng gió nông thôn mới nâng cao và bây giờ là nông thôn mới kiểu mẫu đã làm cho tuyến đường Khê Thượng trước đây bừng sáng hơn, trở thành kiểu mẫu không chỉ trong xã mà còn của cả tỉnh và cả nước. Tôi hưởng ứng cái phong trào phát động của làng và các xóm, tự các xóm chúng tôi là phát động cái phong trào làm sao phải xóm mình là phải sạch đẹp là theo cái tiêu chí mà đề ra của một xã nông thôn kiểu mẫu đầu tiên toàn quốc, còn vượt cao hơn nữa, làm tốt hơn nữa để xứng đáng với lại một xã nông thôn kiểu mẫu đầu tiên của toàn quốc. Nhà nước chung tay cùng dân để làm cái tuyến đường nông thôn mới này thì bản thân người dân chúng tôi cảm nhận được là con đường rất khang trang và rộng rãi, bản thân chúng tôi cũng cảm nhận được là rất là thoải mái và cũng rất là vui sướng khi được con đường kiểu mẫu, kiểu mới của nông thôn mới bây giờ. Kết quả này không phải tự nhiên mà có hay hình thành được qua ngày một, ngày hai mà là cả quá trình để người dân trong thôn dần nâng cao về nhận thức, ý thức của mình. Thôn Khê Thượng đã tổ chức nhiều buổi họp nhân dân, vận động các hộ gia đình ở hai bên tuyến đường trục, thường xuyên cùng với cơ sở thôn, các ban ngành đoàn thể trong thôn chung tay chỉnh trang, làm công tác vệ sinh môi trường cho tuyến đường. Với tinh thần chính quyền và nhân dân cùng làm, tuyến đường kiểu mẫu trục thôn từ đường tàu đến ngã ba xã An Sinh đã đạt 5 tiêu chí: cứng, sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong thôn cùng với con em xa quê cũng đã đóng góp và huy động xã hội hóa thêm để chỉnh trang mở rộng tuyến đường. Tổng kinh phí xây dựng tuyến đường do nhân dân đóng góp, huy động xã hội hóa và con em xa quê là gần 580 triệu đồng. Trong đó có 19 hộ gia đình đã tham gia hiến đất với diện tích là hơn 1.600 m2 và 350 cây ăn quả các loại với giá trị là 186 triệu đồng. Hiện nay, tuyến đường có chiều dài 3,3 km, mặt đường rộng bình quân 8 m, lề đường mỗi bên trung bình 0,75 m. Rãnh thoát nước hai bên đường, khu vực dân cư tập trung đều được cứng hóa. Trên tuyến đường có 22 biển báo giao thông, biển chỉ dẫn đúng quy cách. Người nơi khác đến đây sẽ không phải khó khăn tìm đường khi dọc theo tuyến, hệ thống biển chỉ dẫn rất rõ ràng. Tuyến đường cũng đã lắp đặt 75 bóng điện chiếu sáng, trong đó 40 bóng cao áp, phục vụ nhân dân giao thông thuận lợi và đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều bức tường hai bên đường được vẽ tranh vô cùng sống động. Chân bờ tường của các hộ gia đình đã được trồng cây chuỗi ngọc thành hàng dài, cao khoảng 30 cm. Hình ảnh những hàng rào chuỗi ngọc xanh mướt mắt nối tiếp chạy dọc hai bên đường đã trở thành nét riêng, là kiểu mẫu của các tuyến đường giao thông không chỉ ở xã Việt Dân mà còn cả của thôn Khê Thượng.
Là thôn có thế mạnh về trồng na sai nên tuyến đường kiểu mẫu ở đây có điểm đặc biệt là các thùng rác chứa rác thải độc hại và rác thải sinh hoạt được bố trí đều trên toàn tuyến để bà con nông dân nơi đây phân loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật cũng như rác thải sinh hoạt để bảo vệ môi trường. Người dân thôn Khê Thượng đã phân loại rác từ trong gia đình, tham gia các ngày Chủ nhật xanh để dọn vệ sinh môi trường chung từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ cổng ra đến đường. Thì về giao cho về các xóm, các cái tổ liên gia ấy, vừa là quản lý vừa là quét dọn vệ sinh hàng tuần hàng tháng. Đường thì cứ ở địa phận, thậm chí là nhà nào là người ta chủ động ra quét, thế chứ không phải thôn phải phát động nữa. Để nâng chất được các tiêu chí xứng đáng là một xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên thì Đảng bộ chính quyền địa phương đã tập trung cho các tiêu chí như nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đồng thời là xây dựng cảnh quan môi trường đảm bảo theo các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp. Để có được những tiêu chí đó thì việc xây dựng và hình thành các tuyến đường mẫu của xã, của các thôn, của các xóm là một nhiệm vụ trong thời gian vừa qua đã được chính quyền địa phương triển khai và đem lại hiệu quả rất là lớn. Đến tham quan trải nghiệm tại xã Việt Sơn hôm nay, xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả nước, ai cũng choáng ngợp và ấn tượng về những tuyến đường quê được khoác áo mới với những hàng rào chuỗi ngọc xanh thẳng tắp, những tuyến đường trải nhựa áp phan, bê tông phẳng lì và những bờ tường cổng nhà của các hộ dân hai bên đường giống nhau. Việt Sơn đã trở thành kiểu mẫu để nhiều địa phương học tập. Về bản thân người dân ở đấy ấy, là người ta đã tự giác làm và tham gia của họ khi họ đã có tiền 1 hecta 500 đến 600 triệu là còn đóng góp để xây dựng kết cấu hạ tầng của nông thôn. Và cái việc này thì việc rất cần thiết để chúng ta nói rằng là bản thân xây dựng nông thôn mới là từ nông dân là chủ thể để tổ chức thực hiện. Thì tôi xin khẳng định lại là đây một cái cách làm tốt mà chúng ta cần học tập. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc. Mặc dù đã cán đích chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nhưng xã Việt Dân không mang tư tưởng thỏa mãn, tự bằng lòng, bởi đó chỉ là về đích tạm thời, không bền vững. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung và các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng, thời gian tới, xã Việt Dân sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới và nâng cao vai trò chủ thể của người dân để tiếp tục nhân rộng nhiều tuyến đường kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đó tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh và toàn quốc.